Nhiều bạn hay thắc mắc, sao diễn viên buộc tóc cả búi mà phần mai cả đỉnh đầu tóc mọc đều thế, mà búi lên khuôn mặt ai cũng chán xoan xinh đẹp đúng kiểu tự nhiên thế. Giờ mới biết có cả loại che hói thần thánh này, phấn che khuyết điểm tóc kèm bông rậm suke vào đời hairstyle được nội địa Trung dễ giúp bạn giải quyết hết các vấn đề về tóc thừa, tóc bò liếm không điểm này. Công dụng tuyệt vời của sản phẩm. 1. Được sử dụng để làm đầy chân tóc, làm dày kiểu tóc của bạn và che đi phần tóc ít của bạn. 2. Phấn chỉnh sửa chân tóc gọn gàng tự nhiên làm đẹp cho phần trán, màu phấn tự nhiên công thức không thấm nước vào mồ hôi, lớp trang điểm lâu trôi và dễ lên màu. 3. Chất phấn mềm mịn, dễ lên màu, phủ tóc bạc. 4. Dễ dàng mang theo, có gương và bóng phấn, bạn có thể trang điểm mọi lúc mọi nơi. 5. Rất hữu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có vấn đề về chân tóc cao. 6. Chỉnh sửa các cạnh chân tóc không đều để kết hợp hài hòa với màu tóc. 7. Kết cấu mịn, hình dạng bột mịn, bột mỏng nhẹ nhẹ nhàng trên da, chỉnh sửa chân tóc. 8. Nhẹ và dễ mang theo, không dễ tẩy trang và tạo sự tự nhiên, hoàn mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video khác. Mọi liên hệ xin vui lòng gọi số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn.